Bác đã bị quên đột ngột như thế này bao giờ chưa? Cũng thỉnh thoảng. Mà tôi nghĩ là người già quên cũng là thường mà. Bác có khi nào quên một người rất thân hay quên một việc đã lặp lại thành thói quen? Không. À, có. Có lần tôi nhớ mãi không ra cách kho cá. Thế rồi đi ra chợ mà không nhớ là mình ra chợ để mua cái gì nữa. Có những chuyện mà nói với đứa cháu hôm trước thì hôm sau lại chả nhớ gì cả. Có người nhà nào đi cùng bác tới đây không? Có một mình tôi thôi. Nhưng bác sĩ đừng ngại, có chuyện gì cứ nói thẳng với tôi. Hiện tại thì chưa rõ, nhưng rất có thể đó là dấu hiệu sớm của bệnh Alzheimer. Thế bệnh này là gì? Có chữa được không? Cháu sẽ cho bác làm các xét nghiệm rồi mới biết kết quả cụ thể. Nhìn chung, bệnh Alzheimer là bệnh mất trí nhớ của người già. Đến một lúc nào đó sẽ không nhận ra người thân của mình và quên cả tên mình. Bà, hôm nay con bận quá nên quên mất không gọi lại cho bà. Con về nhà rồi bà nhá. Bà chuẩn bị ngủ chưa ạ? Đã đi ngủ á? Nhanh thế. Thế thì con đi ngủ đi. Dạ vâng, con làm nốt ít việc xong chuẩn bị ngủ luôn đấy ạ. Bà cũng ngủ luôn đi bà nhá. Xong mai bà còn đi bán hàng sớm ạ. Ừ, này, làm gì thì làm. Nhưng mà phải nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Nhớ ăn uống cho cẩn thận, ăn uống đúng giờ này, thế rồi biết tự lo cho bản thân mình nhá. Có chuyện gì không bà? Sao hôm nay con thấy bà cứ lạ lạ ấy ạ? Bà ơi. Bà ơi. Bà có nghe thấy con nói gì không ạ? Bà ơi bà, có chuyện gì đấy ạ? Không. Không có chuyện gì. Là bà đang nghĩ càng ngày càng già rồi càng lẫn nên cứ nói linh tinh vậy thôi. Bà còn khỏe thế lẫn làm sao được ạ? Bà làm con hết hồn. Giờ con chỉ mong bà thật khỏe mạnh thôi ạ. Ừ, bà biết, bà biết. Con cũng liệu đi ngủ sớm đi nhá. Dạ vâng. Con chào bà. Nhìn chung, bệnh Alzheimer là bệnh mất trí nhớ của người già. Đến một lúc nào đó, sẽ không nhớ ra người thân và quên cả tên mình. Bảo. Dạ. Được sự đồng ý của anh chưa? Mà em cho người lạ vào nhà. Dạ Hiệp dạ. Cho cô được nói chuyện với cháu một chút có được không? Chuyện ngày xưa là do chúng ta không có gì để nói với nhau cả. Tất cả đã chấm dứt kể từ ngày mà cô đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Nhưng cho dù thế nào thì cháu cũng không thể phủ nhận cô là cô ruột và là người thân duy nhất của cháu lúc này. Tôi là trẻ mồ côi và tôi không có người thân nào cả. Cô biết là cháu rất giận cô. Nhưng vì lúc đó cô nhẹ dạ nên cô đã bị lão chồng hở lừa. Nhưng cô đã phải lao động kiếm tiền, kiếm từng đồng một để mong cô một chút lo cho cháu như đã hứa với bà nội. Cô đừng nói nữa, bởi vì tôi không muốn nghe.
Hiệp, hãy cho cô cơ hội để cô bù đắp cho cháu nhé. Sáng sớm ngày ra có việc gì mà ông bắt tôi đến sớm thế? Nhà bao việc. Có việc thì mới nhờ bà chứ. Thế đã ăn sáng chưa? Ăn uống gì nữa, ông vào chủ đề luôn đi. Sắp đến sinh nhật của Giang, tôi đang cần gấp một decor sang xịn mịn ở góc ban công tầng 2 của nhà cô ấy để làm quà tặng sinh nhật. Nhưng mà vẫn phải có thiết kế từ tay của bà thì tôi mới tự tin làm quà tặng được. Bà giúp tôi nhá. Nếu như không có cô chú thì không biết bây giờ cháu sẽ như thế nào. Cả đời này cháu sẽ không bao giờ quên ơn cô chú đâu ạ. Với cô chú, lúc nào cũng coi cháu như anh trai của Giang vậy. Có chuyện này mấy lần cô định nói với cháu. Là chuyện gì vậy ạ? Lần trước cô đến công ty, cô thấy hai đứa thể hiện tình cảm quá mức thân thiết. Dù sao đấy cũng là nơi làm việc, cô nghĩ hai đứa không nên như vậy. Giang nó còn ít tuổi, đôi khi không kiểm soát được cảm xúc của mình. Cháu nhớ nhắc em nó nhá. Công nhận là anh Hiệp tận tình rồi đấy. Hôm trước lúc 2 giờ sáng Duyên gửi mail, thế mà anh ấy cũng trả lời luôn, còn kèm theo nhận xét rất chi tiết. Sợ Duyên không hiểu, anh còn gọi điện để hỗ trợ thêm nữa. Thế thì Duyên quá là đặc biệt rồi còn gì. Alo anh Hiệp ạ? Anh đã đọc xong báo cáo rồi ạ? Vâng, có vấn đề gì không ạ anh? Bây giờ thì tôi không làm luôn được rồi. Có gì tối về tôi bổ sung thêm rồi gửi lại cho anh nhé. Thôi, anh không cần phải qua nhà đâu ạ. Hồi nhỏ bà có mang về cho em một cuốn tạp chí kiến trúc, và từ đó em cũng có ước mơ trở thành kiến trúc sư. Con người là một phần của tự nhiên, thế nên những gì con người tạo dựng nên cần gần gũi với thiên nhiên thì mới bền vững, trong đó có kiến trúc. Bạn vừa ra trường rồi đúng không? Công trình đầu tiên tôi thiết kế sẽ là một khu vệ sinh dành cho những đứa trẻ vùng cao. Thiết kế tốt, đến từ người kiến tạo tốt, mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng những giải pháp hay. Sao hai đứa cứ dính vào nhau thế? Mẹ muốn hai đứa giữ khoảng cách. Cô đến gặp những người đó chỉ vì bản thiết kế ấy à? Tôi không muốn có bất kỳ cơ hội gì từ anh cả. Phải có nỗ lực vì những đứa trẻ Cao Sơn, hay là vì sự hiếu thắng của bản thân mình? Có phải cô ấy giống anh một thời cho nên anh muốn phủ nhận, đúng không? Nếu tôi ở vị trí của anh thì tôi sẽ không nhân danh bất cứ thứ gì để ngăn cản người khác đấu tranh cho ước mơ của họ.